Ở bên ngoài cửa sổ chính là thi thể của Xuân. Xuân đã bị đâm xuyên bởi một cây tre rất nhọn. Xác của ông Sơn treo lơ lửng như vậy nè các bạn. Rồi bên chỗ của Akechi đó thì xác của Trang cũng được phát hiện bị quấn như thế này luôn các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kinh Dị của Tính Tờ. Đã sắp bước vào một năm học mới rồi và các bạn đã chuẩn bị đầy đủ hành trang và đã sẵn sàng cho một năm học mới với thật là nhiều thành tích cao chưa nè. Hôm nay Tính Tờ sẽ cùng với các bạn đi học nha. Nhưng mà trường học tụi mình tới hôm nay nó lạ dữ lắm các bạn. Hoang vắng, khắc nghiệt, tù túng, đáng sợ, kịch tính và đầy rẫy những chết chóc. Mời các bạn cùng tiến vào thế giới đáng sợ trong Kinichi với thảm kịch được mang tên Trường Luyện Thi Ngục Môn, cánh cửa tù ngục. Cũng giống như truyền thuyết về ma tuyết mà Tính Tò đã kể ở video trước, cửa tù trường học hôm nay cũng sẽ khiến Tính Tò và các bạn phải xoắn não vì những cái chết đầy bí ẩn. Kịch tính được đẩy lên cao trào, những pha lật mặt đầy bất ngờ, những kiến thức phức tạp, thú vị và pha đấu trí cực kỳ căng thẳng giữa Kindaichi, thám tử trung học và Takato Yoichi, người điều khiển rối của địa ngục. Mà cái vụ này các bạn có làm phim rồi á, cái phim hay lắm luôn á các bạn. Nè, đây là cái poster của cái bộ phim các bạn. Phim hay cực nha, mà toàn là diễn viên nổi tiếng không luôn á các bạn. Vẫn như mọi khi thì các nhân vật chính Tính Tờ vẫn giữ lại tên tiếng Nhật, bao gồm cậu thám tử trung học của chúng ta, đó là Kindaichi. Bạn thân của Kindaichi là Miyuki, bạn cùng lớp với Kindaichi là Sota, cảnh sát trưởng Akechi, thanh tra Isamu và kẻ điều khiển rối của địa ngục là nhân vật phản diện lớn nhất của bộ truyện, Takato Yoichi. Còn những nhân vật phụ, Tính Tờ sẽ việc hóa lại tên và vừa kể vừa giới thiệu sau nha các bạn. Trước tiên thì Tính Tờ sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này. Mấy tháng trước, có một cậu bạn học sinh rất là giỏi các bạn, tên là Quốc. Cậu ta vừa đi học và vừa đi làm trong nhà máy. Và mặc dù bận rộn như vậy nhưng mà cậu ta vẫn giữ được thành tích tốt. Cậu ta là một học sinh xuất sắc toàn trường ở tất cả các môn. Nhưng mà cậu ta không may mắn một điều là mắc phải căn bệnh nan y, cho nên là cậu ta phải thường xuyên tiêm một cái loại thuốc vào để cho cái bệnh tình của mình không tái phát. Nhưng mà vào một ngày nọ, khi mà cậu ta tiêm thuốc xong thì sau đó cậu ta lại đột ngột qua đời. Cậu ta đột ngột qua đời. Và chính cái chết của Quốc là mở màn cho thảm kịch về sau tại trường luyện thi ngục môn mà Tính Tờ sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe. Sota được Miyuki và Kindaichi nhờ một việc, đó là giới thiệu đăng ký nhập học tại trường luyện thi Gokumon hay là Ngục Môn để đăng ký lớp học thêm. Sota đã đăng ký học thêm trong trường này từ trước rồi các bạn, nhưng mà không hiểu sao Kindaichi không có tới chỗ hẹn với Miyuki, nên khi này chỉ có một mình Miyuki tới trường. Và khi này Sota đang cùng với Miyuki ở trong trường Gokumon nói chuyện một lúc, đột nhiên từ đằng xa có một người đàn ông đi tới. Người này khiến Miyuki phải hoảng sợ vì trên mặt của anh ta đang mang một cái mặt nạ cao su và chỉ lộ ra cái đôi mắt thôi, trông khá là kinh dị. Hình vẽ thì nhìn còn đỡ đỡ như vậy chứ ở ngoài mà gặp ai đó mà hả trùm cái mặt nạ bằng cao su kín mít như vậy và chỉ chừa lại một cặp mắt thôi thì chắc là không dám tới gần nữa chứ ở đó mà nói chuyện. Sota mới giải thích cho Miyuki rằng đó là một thầy giáo xuất sắc của trường Ngục Môn. Trên mặt thầy ấy có một vết sẹo do bị bỏng để lại rất là đáng sợ, nên phải đeo cái mặt nạ như vậy để che đi. Khi đi ngang qua thì thầy Minh có hỏi rằng có phải Miyuki định vào trường này để học hay không. Sau đó còn nói với họ rằng như thế này các bạn: hãy suy nghĩ kỹ nhé, thầy rất muốn các em vào đây học. Ghê vậy cha, sợ nha, bắt đầu sợ sợ rồi nha. Sau đó thì lần lượt xuất hiện một vài học sinh của trường như là Trung, Hải, Sơn, Ngọc và My. Khi mà làm quen với Miyuki đó các bạn, thì tự nhiên bà My với bà có nói một cái câu như thế này: cậu hãy cẩn thận nhé, cái trường này nhiều chuyện đáng sợ lắm. Trời ơi các bạn, khi mà My vừa dứt cái câu đó xong thì đột nhiên có một tiếng chuông reng 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 vang lên liên tục. Mà cái tiếng chuông bình thường reo lên sẽ không như vậy các bạn. Ngọc nói là cái này nó bất thường lắm, nghe nó dồn dập và liên tục luôn á. Nghe tiếng chuông thì mọi người mới ập ra xem thử. Trong đó có thầy hiệu trưởng trường là Hoàng, học sinh tên là Nam, Trung, My, Ngọc cùng với Miyuki và Sota. Tiếng chuông phát ra từ phòng học ở tầng 2 các bạn. Trong phòng là một học sinh nào đó đang quỳ và ấn liên tục vào cái chuông. Trung thấy như vậy các bạn mới định chạy lại để mà kéo người này ra và định chửi là cậu làm cái quái quỷ gì vậy. Nhưng các bạn,
Khi mà Trung kéo vai người này thì người này ngã luôn xuống đất. Đó chính là Hải, khi nãy có đi cùng với Trung rồi. Hình như là Hải đã chết rồi. Và cái chết bất ngờ không báo trước của Hải, đó chính là khúc dạo đầu cho một loạt các tai ương sắp xảy ra tại ngôi trường ngục môn này. Sau đó thì cảnh sát tới và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và lấy lời khai. Hải tử vong là do bị suy tim do thuốc độc. Có máu chảy ra ở các đầu ngón tay của Hải. Và sau đó còn phát hiện là có một cái cây kim với các bạn giấu trong một cái cuốn vở bị rớt ở dưới đất. Trong cái cây kim đó nó có chất độc cực mạnh là nicotine. Nhưng mà Hải đã không còn là học sinh của trường này nữa rồi. Tuần rồi cậu ấy đã bị đuổi học và hiện tại thì tham gia thi với tư cách là học sinh ở ngoài trường. Trung khai nhận rằng là lâu không gặp Hải nên là muốn rủ Hải đi chơi. Nhưng mà Hải đã từ chối và nói là phải chạy đi lấy đáp án kỳ thi. Rồi vội vã chạy lên tầng 2. Nhưng mà ông Hoàng nói hôm nay không phải là cái ngày để phát đáp án cho những học sinh ở bên ngoài trường. Tức là Hải bị gài vậy các bạn. Có một tờ giấy với nội dung là gửi học sinh ngoài trường. Sau khi kết thúc buổi thi này, chúng tôi sẽ phát đáp án ở phòng họp 205. Số lượng có hạn nên các bạn hãy nhanh chóng. Nhưng mà bình thường thì sẽ có một người đến phòng thi và phát các tờ giấy làm bài thi lên từng bàn một. Và các thí sinh đến ngồi thì cũng ngồi ngẫu nhiên trên bàn, ngồi bàn nào cũng được chứ không có sắp xếp vị trí cụ thể. Khi đó thì ông thanh tra này, ổng mới cho rằng đây là một vụ giết người ngẫu nhiên rồi. Sau đó đó các bạn, nhân vật chính của chúng ta, Kim Dae Chi liền xuất hiện và nói rằng không, Hải đã bị hung thủ nhắm vào từ trước rồi. Dĩ nhiên hung thủ không biết là Hải sẽ ngồi bàn nào, nên sau khi mà đặt những cái tờ giấy thi, hung thủ đã giấu những tờ giấy tương tự cái tờ giấy mà Hải đã nắm chặt, viết cái nội dung đó sẵn và để vào trong tất cả các cái bàn các bạn, để tất cả các cái bàn luôn. Nhưng mà mỗi một tờ chỉ một cái địa điểm lấy đáp án bài thi khác nhau và tổng cộng trong cái lớp đó nó có khoảng 10 thí sinh. Hung thủ sẽ chờ mục tiêu là Hải xuất hiện và ngồi vào một cái bàn bất kỳ rồi nhanh chóng đi đến cái địa điểm được viết ở trong cái tờ giấy mà chỗ cái bàn mà Hải ngồi đó các bạn, để đặt cái quyển đáp án có cây kim tẩm độc. Trước đó thì hắn đã đặt tất cả các cái quyển đáp án giả ở 10 nơi khác nhau và chỉ cần đổi lại thành cái quyển tẩm kim độc ở cái nơi mà Hải chắc chắn sẽ tới. Thế nhưng vụ án này của Hải mới chỉ là bắt đầu thôi nha các bạn, chưa có gì hết trơn á. Sau đó nhóm Isamu có một cái chuyện quan trọng muốn bàn nên có dẫn Kim Dae Chi ra một cái quán cà phê. Cái chỗ này có hẹn trước với cảnh sát Akechi rồi các bạn. Akechi đã đưa cho Kim Dae Chi xem một lá thư từ hắn. Hắn đã liệt kê ra một bản đồ gây án. Cái bản kê này ghi đầy đủ những địa điểm đã từng xảy ra án mạng nè, cũng trùng với những nơi mà Kim Dae Chi đã từng đến. Hắn là một thiên tài tội phạm, có thể biết được những nơi sẽ xuất hiện mầm mống của cái chết. Và dĩ nhiên trường tư thục ngục môn cùng với trại huấn luyện của cái trường này cũng sẽ là một trong những địa điểm xảy ra án mạng. Hắn không ai khác chính là Takato Yoichi, kẻ điều khiển rối của địa ngục, một tội phạm tài năng và sở hữu những màn ảo thuật cực đỉnh. Đợt tập huấn định kỳ của trường ngục môn sẽ diễn ra trong 3 ngày. Tổng cộng có 14 học sinh của hai lớp tham gia, chia thành hai top, 7 người thuộc lớp lý sẽ học ở Nguyệt Quang Trang hay là Điền Trang Mặt Trăng, 7 người thuộc lớp văn sẽ học ở Thái Dương Trang hay là Điền Trang Mặt Trời. Nói là lớp văn với lớp lý cho gọn á các bạn, nhưng mà thực chất là lớp lý sẽ bao gồm tất cả các môn thuộc về khoa học tự nhiên như là toán, lý, hóa, sinh, còn lớp văn thì sẽ bao gồm tất cả các môn bên xã hội. Đây là cái lối đi vào khu rừng và trại huấn luyện nằm sâu hút ở trong cái khu rừng này. Khi này, bà này xuất hiện và tịch thu hết mấy thứ linh tinh mà Kim Dae Chi mang theo này các bạn. Đây chính là hiệu phó trường, Lan. Lan nói rằng là trước kia vì cái sự lỏng lẻo của trường mà đã có rất là nhiều học sinh định vượt ra ngoài khu rừng và bỏ trốn, và còn có những học sinh tự sát nữa. Nên mà cái gì không cần thiết thì sẽ không được mang theo mà sẽ gửi lại hết trong cái phòng quản lý học vụ. Ngay cả quần áo cũng không mang luôn các bạn, vì trường sẽ chuẩn bị sẵn đồng phục để phát cho các học sinh trong vòng 3 ngày luôn. Ý là cái này cũng có thông báo trước rồi các bạn, mà tại Kim Dae Chi ổng ẩu nên ổng không đọc thông báo thôi. Thì trước khi mà các học sinh đi thay đồ đó các bạn, thì Kim Dae Chi đã đột ngột nhét vô trong ngực của Miyuki một cái điện thoại.
cha nội tự nhiên cái không nói không rằng gì các bạn nhét vô như vậy đó các bạn, bởi vì ăn tán là vừa chứ không có oan. Ăn tán là vừa chứ không có oan. Nhưng mà họ biết là sẽ có án mạng ở đây, bởi vì trước đó Takato đã cảnh báo rồi, nên là dùng cách này để Kindaichi và Miyuki giữ liên lạc với nhau, vì họ không có học chung một cái điền trang. Trong trại huấn luyện có một cái phòng kỷ luật, cái phòng này cực kỳ đáng sợ, là nơi để nhốt các học sinh phạm sai lầm nào đó hoặc phải học theo một cái giáo trình đặc biệt và không ai được vào tiếp xúc hết, thậm chí thời gian ngủ cũng không có, ăn thì phải đem đồ ăn vô trong cái phòng đó và ăn ở trong luôn. Người chịu trách nhiệm quản lý cho điền trang mặt trăng là hiệu trưởng Hoàng, còn điền trang mặt trời là thầy giáo Minh. Thầy giáo Minh thì dạy tiếng Anh các bạn, còn cô Lan thì sẽ dạy các môn liên quan đến văn học này kia. Khi đó thì thầy Minh đột nhiên có nhìn Kindaichi và nở một nụ cười quỷ dị. Kindaichi nghĩ, anh ta cười, anh ta biết mình hay sao ta? Minh, thầy giáo dạy tiếng Anh này có lai lịch như thế nào các bạn? Chắc là các bạn có thể lờ mờ đoán ra được rồi. Còn cảnh sát Akechi á các bạn cũng mới được nhận vào trường và làm gì các bạn biết không? Làm thầy giáo dạy môn toán mà ơi, ngầu như trái bầu luôn. Akechi sẽ làm giáo viên ở bên điền trang mặt trăng và sẽ bảo vệ cho Miyuki, còn Kindaichi sẽ lo bên điền trang mặt trời và cái điện thoại lén liên lạc. Các ông các bà biết Kindaichi giấu ở đâu không các bạn? Cái chỗ nào để giấu ở trong người của ổng nữa các bạn, chính là cái ngã ba của ổng đó các bạn. Ổng giấu cái điện thoại của ổng ở trong cái ngã ba của ổng các bạn. Wow. Họ sẽ bị chia ra hai lớp, cho tới 3 ngày sau tại buổi họp mặt sẽ chẳng ai gặp được cái lớp kia. Hai điền trang nằm ở hai cánh rừng khác nhau và chỉ có ông Hoàng và Lan biết đường đi và họ sẽ dẫn đường. Nếu ai có ý định trốn khỏi khu rừng như mê cung này cũng rất là khó và không chừng sẽ đi lạc và chết ở đây luôn. Và đó là cái kết cục của những cái học sinh ở đợt trước đó các bạn. Thì dẫn đi suốt 2 tiếng ròng rã cuối cùng cũng tới nơi. Bên đây là Nguyệt Quang Trang, có cái bảng tên này các bạn và chữ thì được khắc nổi. Còn bên này là Thái Dương Trang, chữ được khảm màu đỏ trên cái nền màu xanh. Mà các bạn, hai cái bảng này và cả hai cái điền trang này lại ẩn chứa một bí mật bự chà bá ná luôn và sẽ có liên quan tới thủ thuật vụ án luôn. Không ai có thể ngờ tới luôn á các bạn. Cái lúc mà đọc tới cái khúc cuối các bạn, cái tôi bị sốc á mấy bạn. Kiểu là trời, làm sao mà tác giả có thể suy nghĩ được một cái việc như vậy. Mà khoan, từ từ rồi chúng ta sẽ biết bí mật của hai cái điền trang này là cái gì. Còn khi này trong một góc, thầy Minh từ từ gỡ cái mặt nạ cao su ra. Không ai khác đó chính là Takato Yoichi, kẻ điều khiển rối của địa ngục. Takato nói rằng, tôi đã cất công gửi thư mời tới Akechi và ngay cả cậu, ý là Kindaichi với các bạn. Số mệnh của cậu cũng chỉ lơ lửng trên sợi dây thôi và tất cả phải xuất hiện trong vở bi kịch của tôi. Nhưng tôi chỉ vừa gieo mầm thôi. Tôi sẽ làm một khán giả tận tâm nhất cho cuộc đấu công bằng này. Chúc may mắn, Kindaichi. Tôi và cậu như hai thái cực của ánh sáng và bóng tối. Chúng ta tuy ở cạnh nhau, nhưng lại mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Và chúng ta gặp lại nhau trong vở kịch này, và những con rối sẽ bắt đầu chơi giai điệu của tử thần. Cho dù là một thám tử như cậu hay Akechi, cho dù có nỗ lực như thế nào, thì khi giai điệu của sự căm thù lấp đầy hai cái trại huấn luyện của trường ngục môn này, cả khu rừng này sẽ vang lên tiếng của những con cừu non đáng thương. Cả khu rừng này sẽ chìm trong biển máu. Trời ơi, ê các bạn, trong cái đống câu từ này của Takato đó các bạn, nó có ẩn chứa một thông tin rất là đắt nè. Sau này mình sẽ từ từ mổ xẻ ra nha. Nó có ẩn chứa một thông điệp các bạn, và cái thông điệp này lại có liên quan tới hai cái điền trang, là điền trang mặt trăng và điền trang mặt trời. Và bây giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu này các bạn. Kỳ tập huấn khốc liệt cùng với một thời khóa biểu ôn tập được tính từng phút từng giây. Cái thời khóa biểu nó cực kỳ khắc nghiệt. Bên điền trang mặt trăng đó các bạn, Vũ sẽ phải học một cái giáo trình đặc biệt do thầy Hoàng soạn và học một mình ở tầng 2 ở trong phòng tự học. Bởi vì lần kiểm tra trước điểm quá thấp, nếu mà lần tập huấn này cậu cũng không vượt qua được thì e là không ở lại trường ngục môn được nữa. Mà ở cái trường đó làm gì trời? Một tiết ở đây là 45 phút, sau một tiết học sẽ được nghỉ 15 phút giải lao. Nguyên tắc trong khi học là cấm chỉ bài cho nhau. Nếu còn giờ thừa thì sẽ ôn lại bài cũ. Ngoài ra cũng không được phép ra ngoài,
trừ đi dạo vào buổi sáng. Mà đi dạo thì nó có hai khoảng thời gian, ở bên điền trang mặt trời thì sẽ đi dạo vào buổi sáng, và ở bên điền trang mặt trăng thì sẽ đi dạo vào buổi tối. Và đặc biệt với các bạn là cứ hết một tiết học sẽ đổi một cái phòng học khác, không có học cố định một cái phòng. Các học sinh phải di chuyển qua học ở những cái phòng khác. Và bây giờ chúng ta bắt đầu học nha các bạn. Đây là lớp lý 14 giờ 30 phút chiều, phòng B tầng 1. Lớp văn 14 giờ 40 phút chiều, phòng F tầng 3. Lớp văn 17 giờ 35 phút chiều, phòng D tầng 1. Sau khi mọi người học một lượt 3 tiết thì được ăn tối. Sau giờ ăn tối thì mọi người sẽ đi một vòng, đi bộ một vòng trong vòng 1 tiếng, và đó cũng được tính là một tiết học. Khi này bên ngoài quan trang thì thầy Hoàng đã chuẩn bị sẵn dây thừng để mọi người nắm lấy, và để tránh cho cái khả năng mà có một ai đó đi lạc đó các bạn. Họ sẽ cùng đi dạo một vòng quanh khu rừng. Mà ủa, tự nhiên tôi không biết chơi gì mà sao tự nhiên 7 giờ tối đi ra rừng dạo với các bạn, tưởng rảnh sao? Không, không nha các bạn. Nó cũng là một phần của vụ án đó nha. 7 giờ 50 phút lớp văn phòng E. Lớp lý 8 giờ. Và rồi kết thúc ngày đầu tiên tập huấn, và dường như tất cả mọi thứ vẫn còn ổn. Tối đó, Kinichi đã lén gọi điện thoại cho Miyuki để hỏi thăm tình hình bên kia, và có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, thật là tốt. Thế nhưng, tai ương bắt đầu giáng xuống. Đâu ai biết rằng, trong đêm tối, có một gã nào đó đang làm một việc gì đó. Hắn ta nói rằng, mấy đứa học sinh và giáo viên chắc chắn đang ngủ hết rồi. Mình sẽ lần lượt tiến hành. Cho dù có để lại dấu vết gì khiến cho nó nghi ngờ, thì nó cũng không thể nào phá được thủ thuật hoàn hảo đến như vậy. Và sang ngày thứ hai nha các bạn, 12 giờ 6 phút trưa, có một sự việc xảy ra ở bên Thái Dương Trang. Thực đơn trưa là một chai trà và một phần thức ăn nhanh. Tuy nhiên sau đó, Xuân đã đem chai trà kia đổ hết. Có lẽ Xuân không uống được trà này. Lớp lý 14 giờ 15 phút chiều, tầng 1, phòng A, cũng có một sự việc xảy ra. Khi đó thầy Hoàng đang viết bài trên bảng thì hết phấn. Ổng mới nhờ Trung đi ra phòng kho ở bên ngoài hành lang lấy giùm. Nhưng khi mà Trung đi vào phòng kho đó các bạn, thì đột nhiên có một thứ gì đó khiến cậu ta chú ý tới. Cậu ta chụp cái tay lên và đột ngột trợn con mắt to lên như vậy này các bạn. Cậu ta ngã nhào xuống đất, tay ôm chặt cổ, muốn kêu lên mà không thể. Cậu ta cố hết sức lực bò được một đoạn rồi tắt thở. Bởi vì Trung đi lấy phấn quá lâu các bạn, nên sau đó Akechi đã đi xem thử. Nhưng Akechi chỉ thấy có một viên phấn rơi ra trong nhà kho. Sau đó thì thầy Hoàng tìm Akechi vì anh ta cũng đi khá là lâu. Ổng và Akechi đã đi xung quanh để mà kiếm Trung nhưng mà đều không có gặp. Và cái sự biến mất của Trung không khiến ông Hoàng lo lắng. Ổng rất là điềm tĩnh các bạn. Ổng còn nói với Akechi rằng có khi không chịu được áp lực tập huấn nên là Trung đã bỏ trốn rồi cũng nên. Mấy cái vụ này thì năm nào cũng xảy ra. Kiểu gì Trung cũng sẽ lạc đường và lại chạy về đây thôi, nên là không có cần phải lo lắng lắm. Nhưng mà Akechi vẫn nhất quyết đi tìm nha các bạn. Vì sắp tới giờ dạy nên là Akechi phải đành giao lại cái việc đi tìm Trung cho ông Hoàng và quay trở lại lớp. Thế nhưng mà sau khi Akechi rời đi, các bạn biết ông Hoàng ổng đi đâu không? Ổng quay về cái nhà kho, mở một cánh cửa ra, trong đó rơi ra xác của Trung nằm trong bao ni lông. Ôi là trời, ổng nói rằng Trung, đây chính là sự trừng phạt cho những gì ngươi đã làm. Ủa má ơi, ông Hoàng á, ổng kêu Trung đi lấy phấn là chúng ta hiểu rồi đó các bạn. Thì ra ổng cố ý giết Trung. Nhưng mà lúc nãy ổng còn đang dạy và có Akechi ở trỏng với các học sinh ở trỏng nữa, mà làm sao ổng giết Trung được. Cho nên cái vụ này không chỉ có một hung thủ nha các bạn. Một người chúng ta bây giờ biết rồi, đó là ông hiệu trưởng Hoàng. Còn cái người giật dây là Takato. Vậy thì hung thủ thứ hai là ai? Bên lớp văn 14 giờ 15 phút, phòng học E tầng 3. Khi mà cô Lan đang giảng bài thì đột nhiên Xuân đứng dậy, và người Xuân có vẻ là không được khỏe các bạn. Cô ấy mới xin đi vệ sinh, nhưng mà rất lâu sau đó Xuân vẫn không có quay trở lại. Chưa ai biết rằng cô ấy lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn đang nằm trong nhà vệ sinh mà thôi. Lớp lý 14 giờ 25 phút chiều, phòng học B tầng 1. Có một bài kiểm tra trong vòng 5 phút mà Akechi dành cho các bạn học sinh đấy các bạn. Trong thời gian chờ học sinh làm bài thì Akechi và ông Hoàng đứng gác. Akechi đã thấy và gỡ được một ít mạng nhện trên tóc của thầy Hoàng.
Ông thầy Hoàng ổng mới nói là ổng đi tìm trung ở ngoài nên là chắc bị cây quẹt và dính cái mạng nhện này vào. Nhưng mà Akechi nói rằng đây vốn dĩ là đặc trưng của mạng nhện ở trong nhà. Bởi vì nó không có bụi của lá cây, nó không có những cái vụn của lá cây nó bám vào, các bạn, nó rất là sạch. Có phải thầy đã tìm kiếm đâu đó trong tòa nhà phải không? Akechi hỏi. Ông Hoàng mới, tôi có tìm thử trong nhà kho nhưng mà tôi không thấy trung đâu hết. Akechi chưa biết, nhưng mà chúng ta thì biết cái chuyện gì xảy ra với ông Hoàng nha các bạn. Và khi đó đó thì ông Hoàng đã suy nghĩ trong đầu rằng cái tên này cứ như là nhìn thấu mọi việc, nhưng mà mình cũng không cần phải lo lắng đâu, tuyệt đối không thể để bị phát hiện được. Kẻ điều khiển rối của địa ngục là tên tội phạm có kế hoạch giết người rất là tinh vi, mình không cần phải lo lắng. Còn khi này đó các bạn, bên Điền Trang Mặt Trời, dù Xuân nó đã đi vệ sinh quá là lâu rồi, nhưng mà có vẻ như là cô giáo Lan vẫn rất là điềm nhiên, rất là bình tĩnh. Bởi vì cổ á các bạn nghĩ á là Xuân chắc là cũng giống như là mấy cái học sinh đợt trước á, vì không chịu nổi áp lực của đợt huấn luyện này mà đã bỏ trốn rồi. Nhưng mà trời ơi, đâu có ai biết rằng là Xuân đã chết rồi các bạn. Xuân bị giấu ở trong đây nè. Và khi đó có một người đã suy nghĩ như thế này. Mọi thứ đúng như kế hoạch. Mình đã làm cho họ thật sự nghĩ rằng Xuân bỏ trốn khỏi trại. Đúng vậy, từ giờ mình sẽ làm cho có nhiều người bỏ trốn hơn nữa. Trời, ý là sẽ có nhiều người nữa chết giống Xuân đó các bạn. Từ giờ mình sẽ giấu bọn chúng trong nhà kho có khóa giống như thế này. Sau đó 17 giờ 10 phút lớp lý phòng học D tầng 1. Sau khi mà học xong môn sinh học thì ông Hoàng có cho các học sinh làm một bài kiểm tra nhỏ. Mà kỳ lạ đó các bạn, đó là cái bài kiểm tra này như Miyuki đánh giá là khá là khó, mà bà Trang bà làm có chút xíu là xong rồi các bạn. Mà ai làm xong thì có thể ra ngoài và giải lao nghỉ ngơi một chút. Thì Trang khi này mới đi ra, nhưng mà vừa đi ra ngoài hành lang là tới chuyện này các bạn. Có thứ gì đó làm Trang cực kỳ hoảng hốt và lo sợ, mà cũng giống với cách thức những nạn nhân chết trước đó, Trang đã bị giết và từ từ đi vào cõi chết. Lớp văn 17 giờ 25 phút chiều, phòng học sinh tầng 2B. Khi này đó các bạn, thì Kintaichi đang rệu rã vì lịch học quá là khắc nghiệt không thở nổi. Thì đột nhiên Sơn sấn tới hỏi Kintaichi là có phải Kintaichi đã lấy nhầm cái quyển sách của Sơn hay không, rồi sau đó còn đập cửa phòng của mấy học sinh khác, giống như là ổng đang nổi điên lên đó các bạn, hỏi là có lấy nhầm sách của ổng hay không nữa các bạn, rất là cáu gắt luôn á. Mà hình như là cái lịch học dày đặc ở trong đây quá, cái lịch học trong này nó dày đặc quá đó các bạn, nên là hình như ai cũng căng thẳng hết trơn á. Rồi khi mà ông Sơn đang làm ầm ĩ lên đó các bạn, thì Kenichi ở sau lưng mới la lên rằng đây nè ông nội, nó nằm trên cái bàn trong cái phòng của cậu nè. Cái kiểu ông Sơn chưng hửng đó các bạn, ủa sao kỳ vậy ta, sao nó ở trong đó ta mà Sơn lúc nãy lại kiếm không ra. Sau khi mà Sơn đi đó các bạn, thì Kinichi có hỏi Sota một điều là hồi trước Ngọc đã từng đề cập tới một cái vấn đề, đó là trong số chúng ta có hai người chết rồi, là cái thời điểm sau khi Hải chết đó các bạn, thì một trong số đó là Hải ở đầu video. Thì Sota mới kể là người thứ hai chính là Quốc. Quốc vừa đi học ở một trường trung học các bạn, khi đó Quốc chưa có vào học trong trường Gokumon, vừa đi làm thêm vừa đi học. Có lẽ đến giờ các bạn chưa có ai giỏi vượt qua được cậu ấy theo như là Sota biết, nhưng mà Quốc bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và cứ tới giờ là phải tiêm thuốc vào, nếu mà không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Sota chỉ kể tới đó thôi các bạn. Còn bên chỗ Akechi ấy các bạn, Akechi đã bắt đầu nghi ngờ ông thầy Hoàng rồi, vì Akechi có xem qua đề kiểm tra của Miyuki thử và có hai câu đã bị trộn vào. Hai cái câu đó nó không có dành cho học sinh trung học và rất là khó để có thể giải được trong một khoảng thời gian ngắn. Còn Trang thì cũng không phải là một học sinh quá xuất sắc, làm sao có thể giải nhanh như vậy được. Mà người soạn đề dĩ nhiên là ông thầy Hoàng. Mà cái lúc Akechi nói là để đi tìm Trang á, tại vì lâu quá rồi mà cô ta vẫn chưa tập trung trở lại, thì ông Hoàng ổng nói á, là để ổng đi tìm cũng được. Lớp văn 18 giờ 20 phút, phòng học H tầng 3. Lan phát đề để các học sinh làm một bài kiểm tra nhỏ các bạn, và khi đó thì Lan có đi một vòng để quan sát các học sinh làm bài. Khi đó cô đã cúi xuống nhặt một cái cục tẩy mà ai đó mới đánh rơi. Nhưng mà ai đánh rơi thì chưa biết. Thì Lan phát hiện có một tờ giấy quay cốp bài ở dưới đất các bạn. Bà mới cầm lên bà la quá trời các bạn. Và cái tờ giấy đó là một trang sách đã bị xé ra. Nó đúng là nội dung của cái bài kiểm tra này luôn. Khi mà Lan đi kiểm tra sách của từng học sinh á, thì người có cái cuốn sách mà bị xé mất cái trang này chính là Sơn á các bạn. Mà Sơn cũng bị bất ngờ luôn á.
Sơn không có, nhưng mà không hiểu tại sao cái chuyện này nó lại xảy ra luôn. Khi đó đó các bạn, bởi vì Sơn bị cô Lan có tội mà bị đuổi ra ngoài và rất là tức giận, định là sau này á, Sơn sẽ tìm cách để mà trả thù. Thế rồi khi mà đang nắm cái tay nắm cửa phòng thì mắt Sơn đột ngột trợn trắng lên. Và có lẽ Sơn cũng giống với các nạn nhân vừa rồi, Sơn đã chết rồi các bạn. U là trời, mấy người chết rồi các bạn ơi. À, lúc đầu thì là Hải, rồi tới Xuân, Xuân rồi Trung, rồi tới Trang, và bây giờ là Sơn. 5 người, 5 người rồi đó các bạn. Lớp Lý 19 giờ. Khi mọi người tập hợp chuẩn bị buổi đi dạo 1 giờ quanh khu rừng thì Trung và Trang vẫn không có mặt. Ông Hoàng á, thì vẫn cứ diễn là ngày mai thì tôi sẽ có hướng xử lý hai học sinh này và mặc định rằng họ chỉ là bỏ trốn vì áp lực của đợt huấn luyện thôi chứ chưa có chết. Còn bên Điền Trang Mặt Trời thì cô Lan cũng không tìm thấy Sơn luôn á các bạn. Bây giờ hiện tại bên Điền Trang Mặt Trời chỗ của Kindaichi là Xuân và Sơn chết. Bên Điền Trang Mặt Trăng chỗ của Akechi và Miyuki thì là Trang và Trung chết. Và đêm đến, ông Hoàng đã gọi cho Takato và nói rằng nếu mà cứ như vậy thì Akechi đó sẽ nghi ngờ mất. Nên bây giờ làm gì bây giờ? Takato đã nói với ông Hoàng rằng có lẽ hơi vất vả nhưng tôi sẽ hạ gục anh ta. Sẽ thú vị đây. Mặc dù ông chưa cho tôi mượn bàn tay như trong thỏa thuận ban đầu, nhưng tôi sẽ cho ông mượn khối óc của tôi trước và hãy làm theo lời của tôi. Và thế là đêm đó thầy Hoàng đã lôi thi thể của Trung đi ra giữa rừng, tưới xăng lên và đốt cháy luôn các bạn. Xong á các bạn, ổng chạy đi tìm Akechi và tự nói là ngửi thấy cái mùi gì đó là lạ bên ngoài, giống như là có cái gì đó đang cháy ở bên ngoài, và nhờ Akechi đi cùng ổng đi xem thử. Khi mà tới nơi thì thi thể của Trung đã cháy gần hết, chỉ còn lại đôi chân chưa bị thiêu rụi. Sau đó thì Akechi đã lập tức gọi điện thoại cho Kenichi báo tình hình. Còn bên đây thì cô Lan cũng chạy tới. Cô Lan đang kiểm tra tình hình của các học sinh xem họ còn ổn không đó các bạn, bởi vì khi nãy đó bà cũng hay cái vụ mà Trung chết đó. Sau đó họ đã vô tình thấy ở bên ngoài cửa sổ chính là thi thể của Xuân. Xuân đã bị đâm xuyên bởi một cây tre rất nhọn các bạn. Rồi tiếp theo là tiếng thét lớn của bà Ngọc các bạn, nó phát ra từ cái phòng ở tầng 1. Khi mà Kenichi tới thì nhìn thấy xác của ông Sơn treo lơ lửng như vậy nè các bạn. Rồi bên chỗ của Akechi đó thì xác của Trang cũng được phát hiện bị quấn như thế này luôn các bạn. Ý là hồi nãy bị giết rồi cái dấu xác thì giấu một lượt một, xong cái bây giờ cho thấy hết một lượt một luôn các bạn. Sợ nha, sợ ma nha. Mà cái cách những thi thể bị phát hiện đó các bạn, nó khiến cho Kenichi và Akechi lập tức nhận ra đây giống như là cái cách giết người mô phỏng Trung á, bị chết cháy. Tiết học quá ngày hôm mà cậu ta đi lấy phấn đó các bạn, là cái bài sự đốt cháy rồi Trung chết cháy. Trang bị hai sợi dây xanh và đỏ quấn quanh vì khi cô ta mất tích lúc đó là cái tiết sinh học học bài dạng xoắn kép của phân tử ADN. Xuân không khỏe và rời đi khi học tiết học ngữ văn, và cái bài đó là bài câu chuyện cổ về rừng trúc và Xuân bị đâm chết bởi cái cây tre. Sơn chết bị treo cổ vì khi cậu ta làm bài kiểm tra cái nội dung là cái tác phẩm Đêm Trắng, mà cái nhân vật chính trong tác phẩm này đã nhìn thấy ảo ảnh là thi thể của chính mình đang treo cổ. Mắt là Thái Dương Trang và Nguyệt Quang Trang nằm cách nhau khá là xa, có chạy cỡ nào cũng mất 1 giờ mới tới, chưa kể là cái đường rừng nữa, mà cái thời khóa biểu thì cực kỳ dày đặc, thì làm sao mà hung thủ có thể phân thân ra hai nơi để giết tận 4 mạng người được. Thì đột nhiên khi này đó các bạn, cô Lan mới nói rằng có một người có khả năng, đó chính là Vũ á các bạn. Vì Vũ bị nhốt trong phòng tự học một mình nên ai biết được cậu ta có chuẩn bị sẵn chìa khóa sơ cua hay không để thoát ra và giết người hay là không. Nhưng đúng lúc này bên điện thoại bên Điền Trang Mặt Trăng đó các bạn gọi qua, thầy giáo Hoàng báo rằng Vũ đã chết. Nhìn thì giống như là Vũ đã tự tử hết các bạn. Trong phòng tự học tìm thấy mấy cái đồ dùng cho cái việc gây án của mấy cái vụ kia nữa. Nhìn thì giống như là Vũ kết liễu mạng sống của mình sau khi mà giết xong 4 người kia. Còn riêng về phía của Minh, hay nói chính xác đó là Takato giả thành, cũng đã bị phía Kindaichi nghi chính anh ta là Takato quá trang rồi. Nhưng mà Takato không quan trọng cái chuyện là anh ta có bị bại lộ hay không. Cái mà anh ta muốn là nhìn thấy Kindaichi và cảnh sát phải vắt óc suy nghĩ để phá giải kịch bản hóc búa của anh ta như là một lời thách thức ở các bạn. Nên để mà tránh làm manh động mọi thứ thì Akechi mới báo cảnh sát là ngày mai hãy tới đây. Bây giờ tới đây thì sẽ bứt dây động rừng, Akechi và Kindaichi sẽ phải cố giải quyết cái vụ này.
và tìm ra chân tướng trước sáng ngày mai. Ê, mà hay ha các bạn, tôi thích cái kiểu song kiếm hợp bích như vậy nè. Bên chỗ của Akechi thì anh ta cũng đã bị bại lộ chân tướng. Của Akechi các bạn tìm thấy một cái cục pin như thế này ở trong phòng tự học của Vũ các bạn. Có nghĩa là Vũ đã lén đem nó vô đây. Cái loại pin này có thể dùng để sạc trực tiếp cho điện thoại di động mà không cần cắm sạc điện thoại. Các bạn có thể điều tra được lịch sử dùng điện thoại của Vũ thì có thể biết được Vũ đã làm gì và gọi cho những ai, có thể xác định được chứng cứ ngoại phạm của cậu ta. Khi này ông Hoàng đã toát hết mồ hôi hột luôn đó các bạn. Mà Akechi thì dĩ nhiên đã nghi ngờ ông Hoàng rồi mà các bạn. Và trong số những cái lời mà Akechi đã nói với ông Hoàng đó các bạn, có cái điều này hay cực luôn nè các bạn. Tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ án có liên quan đến hắn. Động cơ của những hung thủ bị hắn xúi dục thì muôn màu và muôn vẻ. Nào là vì tiền, vì đố kỵ, vì ganh ghét, vì phục thù rửa hận. Hầu như người nào cũng bất trị. Nhưng ngẫm lại thì thấy rằng trong những vụ án tàn khốc, máu của kẻ bị hại chảy thành sông, thành suối. Kẻ bị hại đáng thương nhất là kẻ thực thi tội ác bị hắn điều khiển. Tôi rất muốn cứu lấy kẻ bị hại đó. Có lẽ kẻ bị hại đáng thương nhất là kẻ thực thi tội ác bị hắn điều khiển. Hắn ở đây ám chỉ Takato đó các bạn. Và Akechi đã cố tình nói như vậy đó các bạn, bởi vì Akechi biết là ông Hoàng có vấn đề rồi, đã biết ông Hoàng chắc chắn là hung thủ ở phía bên cái Nguyệt Quang Trang này rồi. Mà Akechi nói xong thì rời đi và ông Hoàng dĩ nhiên là rung quá trời rung luôn á các bạn. Sau đó thì thanh tra Isamu có gọi điện thoại đến báo cho Akechi biết là ổng đã điều tra được một việc. Quốc chính là con trai của ông Hoàng nha các bạn. Quốc là đứa con ngoài giá thú của ổng và bằng nhiều cách khác nhau thì ổng đã đứng ra để mà chu cấp tiền trường, rồi tiền học phí, tiền học thêm này kia cho Quốc. Nhưng mà ổng giữ bí mật, Quốc không có biết. Và những học sinh đã chết kia đã từng được cảnh sát hỏi cung về cái chết của Quốc. Rất có thể 6 nạn nhân này đều có dính dáng tới cái vụ của Quốc. Mà Sota cũng khá thân với Quốc. Sota đã nói với Kindaichi rằng không biết là có ai đó cứ cố tình giấu bút thước rồi tập vở của cậu mà của Quốc đó các bạn, mà không phải là chỉ một người. Không có bằng chứng chứng tỏ là 6 người kia làm, nhưng rõ ràng là khi Quốc vào học trong trường, vì thành tích học tập của Quốc quá là xuất sắc nên là họ đều, 6 người đó đó các bạn, đều bị đẩy xuống vị trí thứ hai ở cái môn sở trường của họ. Đặc biệt cái thuốc mà Quốc phải tiêm định kỳ đó các bạn đã bị tráo bởi một thứ thuốc khác khiến Quốc không thể sống tiếp. Còn bên phía của Isamu đã triệu tập đủ người để bao vây Thái Dương Trang để mà bắt Takato nha các bạn. Và đây chính là cái sơ đồ bố trí của Nguyệt Quang Trang nha các bạn. Cái sơ đồ này thì được Akechi nhờ Miyuki vẽ giúp. Khi đó đó các bạn, Miyuki đang ở trong chính cái nhà kho mà khi trước Trung đã vào lấy phấn rồi chết ở trong đó đó các bạn. Miyuki lúc này nhìn chỗ mấy cái hộp phấn cũng thấy nó khá là kỳ lạ. Nó có cái gì đó rất là kỳ lạ nhưng mà nhìn mãi mà nhìn không ra. Nhưng lúc đó sau lưng của Miyuki là ông Hoàng nha các bạn. Trời ơi, sau lưng á các bạn, sau lưng của ổng á, đây, ổng cầm cây búa các bạn ơi. Và rất may á là khi đó Akechi đã lập tức xuất hiện. Hỏi ổng là ổng định làm cái gì. Thì ổng nói là ổng mới xài cây búa xong và định vô trong đây cất nó về chỗ cũ. Và dĩ nhiên là ổng xạo rồi các bạn, khi đó ổng định giết Miyuki luôn hay sao á. Khi đó Miyuki đã nói cho Akechi về cái việc mấy cái hộp phấn. Thì Akechi đã nhìn một hồi là hiểu liền các bạn. Xong rồi còn xem cái sơ đồ của cái Nguyệt Quang Trang và thấy nó rất là không bình thường. Còn bên phía của Kindaichi cũng nhận ra được cái cấu trúc bất thường trong cái sơ đồ của Thái Dương Trang luôn nha các bạn. Akechi và Kindaichi đã nói chuyện với nhau khá là lâu và chỉ còn 2 tiếng nữa thôi thì trời sẽ sáng. Khi đó Takato ở trong phòng và suy nghĩ rằng 7 giờ sáng, cảnh sát sẽ tới đây. Mà không, ngay bây giờ, cảnh sát đã bao vây quanh đây để chờ bắt mình rồi. Trời, Takato biết hết nha các bạn. Takato biết hết trơn luôn. Nhưng chẳng phải mình đã hứa sẽ ở lại đây cho tới khi cảnh sát tới sao? Dù sao thì mình cũng rất là muốn nghe thử suy luận của các vị thám tử đó. Và bây giờ các bạn thì tụi mình dành một chút thời gian ra để mà hệ thống lại toàn bộ các sự việc nha các bạn. Các thành viên của Thái Dương Trang tới nơi lúc 14 giờ. Ngay sau đó họ tập trung ở nhà ăn để nghe cô Lan giải thích về khóa tập huấn này, về cái khóa tập huấn này. Sau đó thì mọi người mới lên phòng riêng ở trên lầu 2. Trong phòng chỉ có một cái tủ, một cái ghế, một cái bàn và một cái giường.
Mọi người sẽ bỏ đồ đạc vào tủ theo như quy định. Bên Nguyệt Quang Trang cũng như vậy. Nhưng có thêm Vũ là phải học ở cái lớp tự học một mình theo cái giáo trình đặc biệt của thầy giáo Hoàng. Tiết đầu tiên bên Thái Dương Trang và bên Nguyệt Quang Trang đều bắt đầu lúc 14:40. Lúc 19 giờ bên Nguyệt Quang Trang bắt đầu tản bộ, nhưng kỳ lạ là ai cũng phải nắm cùng một cái sợi dây thừng. Thầy Hoàng đi trước rồi những học viên đi lần lượt phía sau, như là một cách để tránh thất lạc. Bên Thái Dương Trang thì tản bộ vào buổi sáng của ngày hôm sau chứ không phải là buổi tối, và cũng không hề có dây thừng luôn. Vào ngày thứ hai, bên Thái Dương Trang đã xảy ra một sự việc, đó là Xuân đổ hết cái chai trà soba đi, và được biết là cô ta bị dị ứng nặng với lại soba, và chắc chắn là có thể cái việc chuẩn bị trà soba này là một cái sự cố tình của hung thủ. Đến 13:15 thì thầy giáo Hoàng nhờ Trung ra ngoài lấy phấn, nhưng Trung sau đó đã biến mất không trở về. Còn bên Thái Dương Trang cái lúc này là cái giờ tự ôn tập. Sau đó thì 14:15, Xuân tái xanh mặt mày chạy đi toilet rồi cũng biến mất luôn. Khoảng 17:20, Trang ở bên Nguyệt Quang Trang đã làm bài kiểm tra xong trước tất cả mọi người và bỏ ra ngoài, rồi sau đó cũng biến mất luôn. Bên Thái Dương Trang từ 16:45 đến 18:10 là cái giờ tự ôn tập ở trong phòng riêng. Trong cái khoảng thời gian này, Sơn nói là bị mất cuốn giáo trình và gây náo động một trận. Sau đó, Kim Dae Chi đã phát hiện là cái cuốn giáo trình nó nằm trong phòng của Sơn. Sau đó nữa, Sơn bị phát hiện là bị gian lận trong bài kiểm tra và bị đuổi rồi cũng biến mất luôn. Còn bên Nguyệt Quang Trang khi đó là giờ ăn cơm tối, rồi đến cái thời gian đi tản bộ của cái đêm thứ hai. Sau đó, trong đêm khuya, lần lượt 4 thi thể của các học sinh vừa biến mất đã lần lượt xuất hiện trở lại. Tiếp theo đó là cái xác của Vũ bị ngụy trang là tự tử được phát hiện trong phòng tự học. Còn một điều bất thường nữa là khi mà xác của Trung bị đốt cháy thì thầy giáo Hoàng lại dội nước dập lửa từ cái phần chân, mặc dù cái phần chân chưa có bị cháy tới, mới chỉ cháy cái phần trên thôi. Thế rồi sau đó mọi người bên Thái Dương Trang tập trung lại các bạn để mà di chuyển qua bên cái Nguyệt Quang Trang để sáng cảnh sát tới và người ta sẽ điều tra và mọi người sẽ đi về. Khi đó thì thầy Minh đã cười và nhìn Kim Dae Chi đang vắt não và nói rằng: "Sao rồi Kim Dae Chi, 7 giờ sáng cảnh sát sẽ tới phải không? Vẫn chưa tìm được hung thủ à? Tiếc quá nhỉ, thời gian sắp hết rồi." Ấy đúng tập luôn á các bạn, đúng kiểu thách thức, đúng kiểu khiêu khích dễ sợ. Tuy nhiên, khi đó có một cái sự việc là cái chiếc xe chở họ phải chui vô một cái hầm. Cái đèn của cái hầm chui á các bạn nó màu cam, còn cái băng ghế của cái xe buýt đó thì nó màu xanh. Không biết khi đó Kim Dae Chi đã phát hiện ra cái gì, lập tức có các bạn nằng nặc rồi quay lại Thái Dương Trang liền luôn các bạn. Sau khi mà quay lại Thái Dương Trang, Kim Dae Chi có chạy tới một cái cửa. Ở trên đó nó có ghi một cái thông điệp như vậy: "Chúng ta nhìn thì thấy giống như là số 117 các bạn. Mọi người cũng tưởng nó là số 117. Đây là một cái thông điệp đã giúp Kim Dae Chi nhìn thấy được hung thủ thật sự còn lại của vụ án. Trong sự hoang mang và ngỡ ngàng của tất cả mọi người thì Kim Dae Chi mới nhờ bà Lan nói lại với bên Nguyệt Quang Trang là bây giờ bên đây không có đi qua bên kia, không có tập trung bên Nguyệt Quang Trang nữa, mà tất cả mọi người bên Nguyệt Quang Trang phải chuyển qua hết bên Thái Dương Trang này. Mà ổng có Akechi ủy thác mà các bạn, ổng có Akechi ủy thác nên là bây giờ nói cái gì ai cũng phải nghe hết. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Kim Dae Chi và Akechi giải thích mọi bí ẩn nha các bạn. 6 người bị giết, bao gồm cả Hải. Cái kế hoạch này đó các bạn, nó có đến 2 hung thủ hợp tác và dĩ nhiên là không tính Takato trong đó. Hải đã nghỉ học ở trường này nên khi mà bị chọn giết thì sẽ bị chọn giết khi mà tham dự kỳ thi thử. Nếu mà các bạn đem thử cái thời gian biểu của cả hai nhóm, đó là nhóm Văn và nhóm Lý, so sánh với cái thời gian tử vong của các nạn nhân thì sẽ thấy một điều rất là kỳ lạ. Đó là thời gian mà xảy ra án mạng ở hệ Văn trùng với cái thời gian ăn cơm và thời gian giải lao ở hệ Lý, và ngược lại, thời gian xảy ra án mạng ở hệ Lý trùng với thời gian tự học tại hệ Văn. Và nếu Thái Dương Trang và Nguyệt Quang Trang có thể đi qua đi lại trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn thì hành vi một ai đó bên hệ Văn sẽ giết nạn nhân bên hệ Lý và một ai đó bên hệ Lý sẽ giết nạn nhân bên hệ Văn sẽ xảy ra. Cái khoảng cách giữa Thái Dương Trang và Nguyệt Quang Trang nó cũng giống với cái cách mà người ta đã biến đá vôi thành khí carbon chỉ bằng một phản ứng hóa học đó các bạn. Chúng ta cần 3 loại độc tố. Thứ nhất là quang cảnh chết chóc không chút màu sắc trong cái cấu trúc của hai cái điền trang này. Cái điều thứ hai đó các bạn, đó là cái thời khóa biểu kín mít, khít nhau từng phút từng giây khiến cho mọi người không thể thở được. Và thứ ba đó là những con đường ngoằn ngoèo,
nhỏ hẹp như là mê cung chạy quanh cái khu rừng tối tăm này. Chính ba yếu tố này đã làm mọi người mờ mắt, không nghĩ được một điều là thực chất cả nhóm Lý và nhóm Văn, nơi xảy ra một loạt các vụ án đó các bạn, nó đều chỉ diễn ra ở một nơi duy nhất, đó là Thái Dương Trang các bạn. Trời ơi các bạn, từ đầu tới giờ chúng ta không có ở hai nơi, chúng ta chỉ ở một nơi một thôi. Tất cả các vụ án mạng đều xảy ra ở một nơi, đó là Thái Dương Trang các bạn. Kiến trúc của hai khu này được thiết kế công phu để hai nhóm không ai có khả năng chạm mặt nhau luôn á má ơi các bạn, đỉnh thật sự. Bởi lúc nãy tôi có nói là hai cái điền trang này nó có vấn đề, và cả cái bản tên này nó cũng có vấn đề nha các bạn, cái bản tên này nó cũng có vấn đề nha. Và rõ ràng hệ Văn và hệ Lý bị ngăn cách phân chia rành mạch ở giữa phía đông và phía tây. Do cái việc sắp đặt các giờ học lệch nhau một cách rất là tinh vi các bạn, nên là mọi người không bao giờ có cơ hội gặp nhau dù ở cùng một tòa nhà. Bây giờ chúng ta quay lại cái thông điệp 117 mà Trung đã dùng phấn để ghi lại nè các bạn. Trung đã dùng hết sức để lấy một viên phấn và viết lại, nhưng mà hung thủ đã không phát hiện ra chuyện này. Trong cái tình trạng hấp hối, Trung đã dùng chữ katakana để viết thật nhanh tên của hung thủ. Tức là đây là chữ Hama, Hama chứ không phải là số 117 nha các bạn. Hama Akiko, Hama Akiko chính là Mi đó các bạn, chính xác. Mi là hung thủ thứ hai đó các bạn. Bây giờ Tín Tồ và các bạn sẽ cùng khám phá những thủ thuật gây án, cả tâm lý lẫn vật lý, và hành vi tinh xảo của ông Hoàng và Mi đã phối hợp ăn ý với nhau như thế nào nha các bạn. Thái Dương Trang và Nguyệt Quang Trang vốn dĩ có cấu trúc giống nhau các bạn. Vào đêm đầu tiên, những người bên Nguyệt Quang Trang tham gia tản bộ vào 7 giờ tối, 1 giờ đồng hồ đi bộ lanh quanh trong rừng. Thực chất là mọi người đã đều bị ông Hoàng dẫn đến Thái Dương Trang mà không ai hay biết. Con đường trong rừng thì tối om và xuyên suốt thì chỉ có một cái nguồn sáng duy nhất, đó là ánh đèn pin và cả sợi dây thần trợ lực nữa. Cho nên là thầy Hoàng đã dắt toàn bộ học sinh đến Thái Dương Trang. Lúc tản bộ thì thầy Hoàng đã vác theo một cái ba lô to tướng, trong khi vốn không cần mang gì nhiều khi mà đi tản bộ. Vì trong lúc các học sinh ăn cơm tối và lập tức ra cổng tập trung trước, còn thầy Hoàng thì đã lẻn vào phòng các học sinh gom hết đồ của họ, rồi dồn vào cái ba lô đó và vác theo lúc tản bộ. Và quy định khắt khe, học sinh chỉ được mang theo thật ít hành lý, bao gồm vớ, đồ lót, đồ dùng cá nhân, bóp tiền, và phải bỏ chúng vào bao ni lông để ở nơi quy định, chính là để phục vụ cho cái mục đích này. Nhóm hệ Lý đi vào Thái Dương Trang nhưng cứ tưởng là đi vào Nguyệt Quang Trang. Vừa đến nơi là ngay lập tức vào lớp học, học tiết của thầy Akechi dạy. Còn thầy Hoàng thì đã vội vã chạy lên lầu 2, đến các phòng học sinh, bỏ từng túi đồ đã thu gom vào chỗ để đồ đúng như quy định. Mà Thái Dương Trang và Nguyệt Quang Trang thì hoàn toàn có cấu trúc giống nhau nên không ai phát hiện. Vậy là thầy Hoàng đã thực hiện thành công việc di chuyển toàn bộ thành viên của Nguyệt Quang Trang sang Thái Dương Trang một cách đầy mạo hiểm và thoát tim. Còn về My, ngoài lời nhắn cuối cùng mà Trung để lại trước khi chết tố cáo cô ấy, lúc cô ấy trả lời thẩm vấn của Kinichi đã sơ ý nói ra một chuyện không bình thường. Cái lúc mà Sơn đập cửa phòng từng người để hỏi về vụ mất cuốn sách giáo khoa đó các bạn, thì ai cũng bị sự náo loạn của Sơn làm phiền và đều biết chuyện này. Nhưng khi mà được hỏi thì My lại nói rằng lúc đó tôi tập trung làm bài tập nên không để ý lắm. Nếu là mức độ nói chuyện bình thường thì còn hiểu được, nhưng Sơn đập ầm ầm vào cửa phòng mình kêu la thì My phải biết chứ. Vì lúc đó thật chất My đang tới chỗ của Trang để giết cô ấy, vì cô ấy đang ở ngoài một mình vì đã làm xong bài kiểm tra sớm nhất từ tiểu xảo do thầy Hoàng sắp xếp sẵn. Còn Xuân bị dị ứng với trà soba nên như chúng ta biết là đã đổ bỏ đi. Thực chất độc tố đã bị trộn vào tất cả các hộp thức ăn nhanh nhưng không ai bị gì vì mọi người đều đã uống trà soba sau đó. Vì thực đơn thì chỉ có mỗi một chai trà và một cái phần thức ăn nhanh mà thôi, cho nên là mọi người không có sự lựa chọn khác. Trong trà đã có chứa chất giúp trung hòa độc tố, giống như là thuốc giải các bạn. Chỉ riêng Xuân không uống được trà soba, bị dị ứng không uống được trà, nên đã gặp vấn đề ngay cái giờ học và phải đi toilet, và bị ông Hoàng tấn công từ phía sau. My đã lén xé tờ giấy trong sách giáo khoa của Sơn, nhưng không dự tính được việc là Sơn sẽ phát hiện ra việc sách giáo khoa của mình bị mất, và đã gây náo loạn một trận. My lén làm rơi tờ giấy đó trước tầm mắt của cô Lan. Khi cô Lan đi ngang qua thì My giả vờ làm rơi cục tẩy để gây sự chú ý của cô Lan. Thêm phần Sơn đã có tiền lệ gian lận trước đó cho nên là đã bị cô Lan đuổi ra khỏi phòng học ngay. Và sau khi mà giết xong bốn nạn nhân là Trung, Trang, Xuân và Sơn, chỉ có thi thể của Xuân và Sơn được cất giấu ở Thái Dương Trang, còn xác của Trung và Trang thì được hung thủ lén chuyển về Nguyệt Quang Trang bằng con sông cách đó không xa.
Thái Dương Trang nằm ở Thượng Lưu, còn Nguyệt Quang Trang nằm ở Hạ Lưu, nên chỉ cần bọc hai cái xác chết bằng bao ni lông và buộc chặt vào phao là hai thi thể sẽ tự động trôi về Nguyệt Quang Trang và đã bị kẹt vào lưới được mắc sẵn trước đó. Sau đó thì thầy Hoàng lại dùng cách thức tương tự, dắt các học sinh từ Thái Dương Trang về lại Nguyệt Quang Trang vào đêm tản bộ thứ hai, rồi vớt hai cái xác lên và mau chóng để thi thể các nạn nhân được lộ diện đúng thời điểm, xem như là hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên thì thanh tra Akechi đã phát hiện ra các chi tiết bất thường về thái độ lẫn hành động của thầy Hoàng. Các học sinh ở đây mặc đồng phục giống nhau, vậy mà chỉ nhìn thi thể cháy đen như vậy, thầy Hoàng lập tức biết ngay đó là Trung. Thêm nữa, thầy Hoàng còn dội nước phần chân của Trung, trong khi phần thân trên đang cháy dữ dội, còn phần chân thì chưa hề bị cháy tới. Lý do là vì bao ni lông bọc xác Trung có thể đã bị rách hoặc thủng, làm thi thể này bị ướt. Nếu mà cứ để yên như vậy thì có thể sẽ bị phát hiện là xác Trung đã được vận chuyển bằng đường sông. Thầy Hoàng đành dùng cách là đốt cháy thi thể của Trung để che giấu việc thi thể Trung bị ướt. Sau đó thì các trò mô phỏng các xác kia như là dùng dây xanh và đỏ quấn quanh xác của Trang, Xuân bị đâm xuyên trong rừng tre, Sơn bị treo cổ theo như các tiết học khi họ biến mất, đều là để ngụy trang cho sự cố thi thể của Trung bị ướt. Chúng ta hiện đang ở bên Thái Dương Trang, nhưng cái tấm bảng to đùng đặt trước Thái Dương Trang là để là Nguyệt Quang Trang. Kinichi đã nói lại sợi dây đèn bị hung thủ cắt đứt sau khi hoàn tất kế hoạch. Đèn này là loại đèn được dùng trong các đường hầm và phát ra ánh sáng đơn sắc, có bước sóng cực hẹp và khiến màu sắc của vật trở thành màu đồng nhất. Ví dụ lúc đi vào đường hầm, Kinichi đã thấy cái ghế màu xanh nhạt chợt biến thành màu cam nhờ ánh đèn màu cam trong đường hầm. Dựa vào một sợi dây thần đi trong khu rừng tối om suốt một tiếng đồng hồ, thì khi mà nhìn thấy ánh sáng màu cam để là Nguyệt Quang Trang ở phía trước, ai mà không mừng rỡ cho được. Lúc này khi trời bắt đầu sáng rõ, ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm bảng, chữ Nguyệt Quang Trang lại chuyển thành chữ Thái Dương Trang. Nếu quan sát kỹ thì những viên gạch khắc chữ Nguyệt Quang Trang được xếp ở dưới, vào ban ngày sẽ không nhìn ra được. Ban đêm khi được ánh đèn màu cam chiếu vào mới hiện lên, và sợi dây của ánh đèn thì đã bị ông Hoàng cắt sau khi kế hoạch này hoàn thành. Hộp phấn bên Thái Dương Trang bị mở ra, và khi Akechi đi tìm Trung thì vấp phải một viên phấn trên sàn nhà. Đó là viên phấn mà Trung đã dùng để viết lại tên của hung thủ, tức là Mi, trước khi chết. Nhưng mà sau khi trở về Nguyệt Quang Trang ở đêm tản bộ thứ hai và Miyuki phát hiện ra điểm bất thường không lý giải nổi của hộp phấn, thì đó chính là cái hộp phấn mà bên Nguyệt Quang Trang vốn không hề được sử dụng, không một viên nào bị lấy ra cả, và tất cả đã được bọc lại bằng ni lông rất cẩn thận. Nếu xét nghiệm cho kết quả là bên Thái Dương Trang có dấu vân tay của các học sinh bên nhóm Lý ở Nguyệt Quang Trang, thì hung thủ không còn gì để có thể chạy tội được nữa. Các bạn có thể thấy là cái hoa này hiện tại là nó đang màu tím tím trắng trắng đúng không các bạn? Là do cái đèn LED màu tím của tín tổ phía đằng kia nó hắt lại. Nhưng mà cái thực tế các bạn nó là màu hồng nhạt. Nó màu hồng nhạt giống bên đây nè các bạn, mà nó nhạt hơn một xíu so với bên đây. Tín tổ thấy cái kỹ thuật này nói chung là nó được áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như là các bạn không biết là có biết có những cái cây thước của các bạn, khi mà các bạn nghiêng lên trên thì nó sẽ chuyển thành những cái hình và những cái màu khác. Và khi mà chúng ta nghiêng xuống phía dưới thì nó lại có những cái hình khác đó các bạn. Hồi xưa hay mua để mà chơi á, rất là thích mấy cái đó luôn. Và cái kế hoạch tản bộ ban đêm của Nguyệt Quang Trang và cái kế hoạch tản bộ ban ngày của Thái Dương Trang nó cũng phục vụ cho cái ý đồ này nè các bạn. Nếu mà ban đêm thì nó sẽ nhìn ra là Nguyệt Quang Trang và ban ngày sẽ nhìn ra là Thái Dương Trang. Cái thành tích học tập của My á, nó không khá lên nổi, nên là mẹ của cô đã buộc cô phải qua trường một môn để mà bồi dưỡng thêm kiến thức. Và kể từ đây, cô cứ bị xấu cái người kia, xấu cái nạn nhân kia chú ý và chăm chọc, và bị chơi xỏ rất là nhiều lần các bạn. Cũng cùng với lúc đó thì gia đình của My xảy ra rất là nhiều chuyện không may, và cô giống như là bị bí bách đó các bạn, chẳng có nơi nào để về. Và bởi vì quá áp lực từ nhiều thứ cho nên là cô đã nghĩ tới cái việc tự tử. Khi đó chính Quốc đã xuất hiện cứu My. Lúc này Quốc thì chưa có học ở trong cái trường một môn nha các bạn, chưa có nhập học ở trong đó. Khi đó thì Quốc đã khuyên My như thế này: khi mà chúng ta có quá nhiều bất hạnh, chúng ta có thể khóc thật to, hét thật lớn, khóc thật to cho nhẹ lòng, nhưng mà nghĩ tới cái chết là không được. Và rồi sau đó Quốc đã cứu sống My, và My thường gặp Quốc ở trường ngục môn. Và mỗi lần như vậy đó các bạn thì cô đều rất vui và có vẻ như là cô đã yêu Quốc rồi. Tuy nhiên khi Quốc bắt đầu nhập học tại trường ngục môn thì mọi chuyện cũng đã bắt đầu xảy ra từ đó. Quốc đã đứng đầu trường ở tất cả các môn, khiến cho những cái môn sở trường của 6 người kia đều bị Quốc giành cái ngôi đầu bảng. Cho nên là bọn họ đã chuyển mục tiêu bắt nạt từ My qua Quốc,
Và đó là lý do đó các bạn mà tại sao trước đó đó khi mà kể cho Kinichi nghe thì Sota đã từng kể với Kinichi rằng là Quốc hay bị lấy mất những cái dụng cụ học tập mà không hiểu lý do tại sao đó các bạn. Thế rồi một ngày kia, lợi dụng cái tâm lý yếu đuối của My, họ đã diễn một vở kịch. Đó đó các bạn, họ đã nói rằng Quốc hay tiêm cái chất kích thích vô người. Quốc tiêm chất kích thích vô người để có thể thức trắng học bài mà không buồn ngủ. Họ còn đạo đức giả và nói rằng trời ơi, cái đó mà lạm dụng nhiều quá là sẽ hại cơ thể dữ lắm. Bây giờ chúng ta không có thân với Quốc thì làm sao có thể giúp cậu ấy và làm sao có thể bắt cậu ấy ngừng lại đây. Tụi mình đâu có thân gì với Quốc đâu. Trang á các bạn cầm một cái ống thuốc, và nói với My á là My, hay là từ ngày mai á, cậu lén lấy cái ống vitamin này đi, cái này là vitamin, đem tráo với cái thuốc kích thích của Quốc đi. Trời, bà My bà dễ bị dụ thiệt các bạn. Trời, kiểu Trang với mấy người kia nói gì cái là bà bị thao túng tâm lý liền. Bà bị thao túng tâm lý một cách gọn lõn vậy là sao trời? Sao mà có thể tin được vậy ta, trong khi là những cái người đó trước đó là đã ăn hiếp bà rất là nhiều mà không hiểu sao bà có thể tin được. Cả đám học sinh kia ngày hôm sau nghỉ học hết các bạn. Rồi bà My thì thật tâm là chỉ muốn giúp ông Quốc thôi, nên là lén đổi thuốc rồi. Mà My đâu hề hay biết gì. Mấy hôm sau thì Quốc qua đời. Khi mà My biết được mọi chuyện các bạn thì mới chạy đi tìm mấy cái người kia. Thì họ làm như là họ chẳng biết gì các bạn, họ làm như là họ không biết gì. Và khi đó họ còn dọa là sẽ đánh My. Và khi đó đó các bạn, Trang còn nói rằng mày đừng có dại dột mà đi nói linh tinh cái chuyện này. Vì dù sao thì chúng ta cũng là những người cá mè một lứa. Tại vì dù sao đó các bạn thì họ kiểu giống như là mượn dao giết người đó các bạn. Mà trời, cái chiêu mượn dao giết người này khiến cho My muốn đi tố giác họ cũng đâu có tố giác được đâu các bạn. Tại vì dù sao thì cũng chính là My đã bị dụ, và cái người trao đổi thuốc của Quốc là My mà. Và thế là tại nơi mà Quốc đã cứu My lần trước thì cô lại định tự tử ở đó một lần nữa. Nhưng mà trời ơi, Takato xuất hiện các bạn. Anh ta đã nói với My rằng chẳng phải cô còn chuyện cần phải làm trước khi chết sao? Khi này đó các bạn thì My có hỏi là anh là ai? Takato trả lời rằng tôi là sứ giả của địa ngục, là người sẽ lắng nghe tiếng khóc của những linh hồn đã chết. Ông Hoàng và My vì muốn báo thù cho Quốc mà đã làm theo mọi sự sắp đặt của Takato. Và thầy giáo Minh dĩ nhiên cũng bị Akechi và Kinichi khi này lật mặt các bạn. Khi mà Minh mở cái mặt nạ ra đó các bạn thì ai cũng hoang mang và ngỡ ngàng luôn các bạn, đó là Takato, đâu ai ngờ đó là Takato. Khi đó đó các bạn thì Akechi đã giơ súng ra các bạn. Khi đó Akechi nói rằng đừng tưởng là tôi không dám bắn anh, tùy tình huống tôi có thể bắt đất dĩ và bắn chết anh đấy. Khi đó đó các bạn thì Akechi có gọi luôn cả thanh tra Isamu là đã mai phục sẵn rồi. Trước đó thì thanh tra Isamu cùng với rất là nhiều cảnh sát khác đã tập kích sẵn, và khi này ập lên luôn các bạn. Khi mà họ ập lên đó thì Takato vung tay lên bùm một phát. Cái lúc này là xuất hiện một cái bông hoa hồng. Thì khi này thanh tra Isamu đó các bạn mới chạy lên và còng tay Takato lại. Mà làm một điều là Takato để cho còng luôn nha mấy bạn. Nhưng cắt một phát các bạn, ây da, mọi người nó bị cánh hoa hồng đỏ mê hoặc rồi. Đó là cái tay giả các bạn, Takato nói như vậy đó các bạn. Ngay lập tức các bạn, Takato vung lên một đạo hoa hồng và nói rằng con rối ngu xuẩn phá hỏng hết kế hoạch của ta, phải chết. Và bật một phát các bạn, cái bông hồng đó trúng cái ngực của ông Hoàng các bạn. Mà trên hoa hồng nó có độc nha các bạn. Khi này đó các bạn thì Akechi nổ hai phát súng luôn, không còn ngần ngại gì hết. Bắn hai phát súng ngay ngực của Takato các bạn. Nhưng bạn biết là sẽ bị bắn mặc áo chống đạn trước luôn. Cái Takato mới kêu tiếp theo các bạn là My, mới kêu My một tiếng và nói rằng My phải bồi thường thiệt hại vì đã làm hỏng kế hoạch của anh ta. Rồi phóng tiếp một đạo bông hồng tẩm độc nữa các bạn. Thì ông Hoàng ổng nhanh lắm luôn. Ổng lập tức bay lại, ổng đỡ giùm My các bạn. Còn phía bên đây thì Takato đã nhanh chóng thừa cái cơ hội đó và bỏ trốn liền. Thì khi đó cảnh sát cũng có lập tức bao vây xung quanh. Và sau đó đấy các bạn thì phát hiện là Takato ở phía cửa sông. Thì khi đó mọi người mới ập tới cửa sông, Akechi và Kinichi mới lập tức chạy đi tới chỗ đó. Nhưng mà ở đó đấy các bạn, Takato đứng chờ sẵn luôn các bạn, chờ Akechi và Kinichi sẵn luôn. Akechi nói rằng là cảnh sát đã bao vây toàn bộ rồi và anh hết đường trốn rồi và anh đầu hàng đi. Takato mới nói rằng là tôi mà không thể thoát được sao?
Tôi cố tình đứng đây là để hỏi Kindaichi một chuyện. Thì cái chuyện mà Takato muốn hỏi đó các bạn là lúc mà Kindaichi đi ngang đường hầm và nhìn thấy cái ánh đèn màu cam nên mới có thể giải được câu đố. Nói tóm lại là Kindaichi chỉ phá được vụ án này là do may mắn ngẫu nhiên mà thôi. Takato đã hỏi như vậy thì Kindaichi cũng hỏi lại một câu. Anh đã nghĩ ra trò này từ khi nào? Không phải cũng giống như tôi lúc đi ngang qua đường hầm sao? Trò lừa của anh sinh ra từ sự ngẫu nhiên, thì tôi cũng phá giải nó bằng sự ngẫu nhiên mà thôi. Khi này đó các bạn, bên nhóm của Isamu ập lên và định bắt Takato thì anh ta lại giơ tay lên búng một phát nữa các bạn. Trời, giống như là phim, mấy cái phim kiếm hiệp ngày xưa. Lửa khi đó bùng lên dữ dội thì anh ta mới nói rằng đây là màn ảo thuật bằng lửa, là một nhà ảo thuật tài ba. Cả chiêu này mà không làm được thì làm sao tôi đứng trên sân khấu được chứ. Thì sau khi mà Takato chặn nhóm cảnh sát bằng lửa xong thì Takato nhảy tõm xuống sông mặc cho Kindaichi kêu rát họng các bạn. Takato muốn lợi dụng dòng chảy xiết của con sông này thì cảnh sát đoán được như vậy đó các bạn, nên là khi này ập xuống hạ lưu, ập xuống dưới phía hạ lưu của dòng sông để dùng lưới và mai phục sẵn. Nhưng mà cái thứ họ tóm được chỉ là một cái hình nộm của Takato mà thôi, mà không biết tại sao Takato có thể thần cơ diệu toán các bạn tính được hết trơn luôn các bạn. Khi đó Takato đã lên thượng lưu, đi ngược lên thượng lưu chứ không có xuống hạ lưu nha các bạn. Nhưng mà trời ơi, các bạn biết không, ông Kindaichi ổng biết hết trơn rồi. Ổng chạy ngược lên trên đây để mà ổng kiếm Takato luôn mà. Sau đó Kindaichi đã dùng một cái cành cây và đập lên Takato, nhưng mà Takato đỡ được các bạn. Khi đó Takato đã thúc vô bụng của Kindaichi một cú và nói rằng chúc may mắn thám tử, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bình thường chúng ta ở gần nhau nhưng lại như hai đường thẳng song song. Và thế là Takato thuận lợi trốn thoát sau khi để lại cho Kindaichi cái câu đó. Ê mà tức thì có các bạn, tại sao khi nãy Akechi không nghĩ là sẽ bắn lên đầu của Takato luôn. Akechi phải biết một điều là Takato sẽ mặc áo giáp, mặc áo chống đạn chứ. Nhưng mà nếu mà như vậy thì đâu còn chuyện để đọc nữa. Ông Hoàng thì chết rồi các bạn, còn Mi thì bị giãy đi và cứ ôm mặt mà khóc như vậy đó các bạn. Khi đó thì Kindaichi đã chạy theo và nói với Mi rằng tội của Mi tuy khó có thể tha thứ nhưng mà có một cái điều này, đó là cậu không phải là người giết Quốc và cái bản thân của Quốc sẽ hiểu điều này rõ nhất. Mà đúng rồi các bạn, Mi đâu có biết chuyện gì đâu, Mi chỉ bị mấy người kia lợi dụng, chỉ bị mấy người kia lợi dụng thôi mà. Còn ông Hoàng trước lúc lâm chung đã nói rằng từ khi biết được chân tướng về cái chết của con tôi luôn đau đớn và dằn vặt cả đêm. Trong đầu cứ vang lên tiếng nói của bọn học sinh ác quỷ đội lốt người kia. Tôi phẫn nộ đến muốn gào thét lên. Và dù là với tư cách của một người bố hay là với tư cách của một thầy giáo thì tôi đều không xứng đáng. Và khi mà ông nói tới đây đó các bạn thì ông tắt thở. Và có một điều các bạn, đó là vì Quốc là đứa con ngoài giá thú của ổng nên là Quốc cũng không biết. Ổng không có cho Quốc biết. Bình thường thì họ chỉ gặp nhau và xưng hô là thầy trò thôi. Còn ông Hoàng thì âm thầm ở sau lưng giúp đỡ học phí rồi tiền bạc rồi này kia cho Quốc, nhưng mà cũng không có nói cho Quốc biết. Bởi vậy mới nói các bạn là cho dù thế nào đi nữa thì tình cha thật sự rất là vĩ đại các bạn ha. Cho dù như thế nào thì tình cha vẫn rất là vĩ đại. Nhưng mà cái cảnh cuối các bạn đúng đỉnh luôn. Sao ta? Nói chung là rất rất là đỉnh luôn á các bạn. Đó là Kindaichi đang chạy ngang một cái công viên mà không biết rằng trong cái công viên mình vừa chạy ngang qua đó có một thanh niên và một đám trẻ. Mà anh thanh niên kia đang điều khiển những con rối và kể cho tụi nhỏ nghe một câu chuyện về một chàng thám tử trẻ vô cùng tài ba và đối đầu với một tên tội phạm rất là thiên tài. Chuyện về cửa tù trường học hôm nay hết rồi, anh thanh niên nói như vậy. Còn những đứa trẻ thì rất là tò mò và muốn tiếp tục nghe câu chuyện của anh ta kể. Và tụi nó không biết rằng anh thám tử kia còn bị cuốn vào những vụ án nào nữa. Anh thanh niên chỉnh lại cái nón và mỉm cười. Phải rồi nhỉ? Vụ án tiếp theo sẽ là... Và dĩ nhiên như các bạn nhìn thì cũng có thể biết được đó là Takato. Anh thanh niên này chính là Takato Yoichi. Trời, nhưng mà kiểu... Nãy giờ tôi kể cho mấy bạn mà không biết tôi lên da gà mấy lần rồi các bạn. Trời, đỉnh thiệt sự các bạn ơi. À, hồi nãy tính tôi có nói là khi mà Takato nói cái câu này là cái câu mà như hai đường thẳng song song mà không bao giờ giao nhau đó các bạn. Dù chúng ta ở cùng một nơi nhưng chỉ như hai đường thẳng song song. Nó hé lộ một cái gì đó về hai cái điền trang. Đó là tại vì các bạn, thực tế là họ ở cùng một cái điền trang, đó là điền trang mặt trời. Tức là Takato và Kindaichi đều ở cùng một nơi nhưng mà họ song song với nhau, hai cái tòa nhà song song với nhau, một bên Tây và một bên Đông và chẳng bao giờ gặp nhau. Nó là một cái gì đó kiểu giống như là ẩn ý của tác giả đó các bạn, muốn nói đó là thực tế là
Tất cả mọi thứ nó chỉ diễn ra ở cái điền trang mặt trời mà thôi. Nói chung là vụ án rất dài và có nhiều tình tiết phức tạp. Nếu mà các bạn có cái gì đó thắc mắc thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận và Tín Tồ sẽ trả lời sau nha các bạn. Và nếu mà Tín Tồ có kể cái gì sai sót thì mong là các bạn bỏ qua giúp cho Tín Tồ nha. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây video này của Tín Tồ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ tất cả những video trên kênh của Tín Tồ. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.